Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hòa bình ấm áp tình quân dân tại khu cách ly. Không thực hiện một số nghi lễ dịp giỗ Tổ Hùng Vương. Chính thức thu phí không dừng trên quốc lộ 5. Bé gái chào đời tại khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 13 tháng 3, Việt Nam đã phát hiện 47 bệnh nhân COVID-19 và tổ chức các biện pháp cách ly khoanh vùng 4 vòng chặt chẽ nhằm giảm tới mức thấp nhất các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Sức khỏe của các bệnh nhân đang điều trị đều có chiều hướng tốt. Trên thế giới có 145.360 người nhiễm COVID-19 khiến 5.416 người tử vong. Trong khi Trung Quốc đã tuyên bố vượt qua đỉnh dịch và khống chế được căn bệnh này, thì Italia, các quốc gia ở châu Âu, Iran, Hàn Quốc vẫn đang phải nỗ lực hết sức với sự bùng phát COVID-19 trên lãnh thổ. Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức tuyên bố sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra là đại dịch toàn cầu. Đây là lần đầu tiên WHO tuyên bố dịch bệnh do một chủng virus corona gây ra là đại dịch. Đại diện của WHO tại Việt Nam khẳng định về những biện pháp mà Việt Nam đang thực hiện trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đang khá tốt và chưa cần phải thay đổi, đáp ứng việc khoanh vùng, kiểm soát dịch ngay từ đầu. Các chuyên gia cũng cho biết Việt Nam đã có một kịch bản cho cả nước, trong từng kịch bản đều hoạt động, thực hiện quyết liệt hơn một bước. Tình hình dịch đến đâu sẽ đáp ứng đến đó để không ảnh hưởng đến kinh tế và an sinh xã hội. Tỉnh Hòa Bình hiện đã tiếp nhận 106 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về khu vực cách ly tại trường quân sự tỉnh. Nhờ phương án được chuẩn bị kỹ càng, chu đáo nên việc đón tiếp cách ly, chăm sóc những người về từ vùng dịch trở về diễn ra khẩn trương, khoa học, đúng quy trình. Vừa qua, Hòa Bình đã tiếp nhận 106 công dân Việt Nam từ vùng dịch Hàn Quốc trở về và đưa vào khu vực cách ly tại trường quân sự tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình cũng nêu cao vai trò trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong nhiệm vụ cụ thể để xây dựng phương án kế hoạch, xác định các khu cách ly tập trung, tổ chức các lực lượng, tổ đội từ phục vụ bảo vệ, bộ phận quân y, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, tổ chức tập huấn cho các thành viên sẵn sàng phòng dịch. Làm tốt cái công tác chuẩn bị này, cho nên là trường quân sự ngay ngày 3 tháng 3, buổi sáng lúc 6 giờ sáng nhận được điện thì chúng tôi đã kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy sang kiểm tra khảo sát và triển khai ngay trong đêm để tiếp nhận 106 công dân. Các công dân khi được đưa về khu vực cách ly đã được cấp phát khẩu trang, nước rửa tay, tờ rơi truyền thông, khám sàng lọc và bố trí nơi ở theo từng khu vực. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bố trí chu đáo đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị, phương án đảm bảo ăn ở, sinh hoạt. Hàng ngày, những người đang cách ly tại đây sẽ được theo dõi sức khỏe thường xuyên, đo thân nhiệt 2 lần một ngày. Nếu có diễn biến bất thường, sẽ được chuyển sang khám, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngày là kiểm tra thân nhiệt cho những người đang được cách ly ạ. Và kiểm tra thân nhiệt cho cán bộ, chiến sĩ của trường quân sự tỉnh ạ. Ghi nhận tại điểm cách ly, việc sinh hoạt cá nhân của những người được cách ly gần giống như trong quân đội. Các cán bộ chiến sĩ trường quân sự tỉnh cùng đội ngũ phục vụ, những người cách ly được ăn uống đầy đủ, điều độ. Đồ ăn chia theo suất được cán bộ chiến sĩ trường quân sự tỉnh mang lên từng phòng để tránh tập trung đông người. Ví dụ như là giường, chiếu, chăn, màn, rồi các đồ dùng cho cá nhân để tổ chức sinh hoạt, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị theo yêu cầu, tôi đảm bảo tiêu chuẩn ăn theo chế độ của trên. Theo chế độ tiêu chuẩn của người chiến sĩ. Khi mà chúng tôi về đây thì không quen thời tiết ở đây, trời có mưa và rất là lạnh. Điều kiện thì vì là mới nên là có một số thứ còn thiếu thốn, nhưng mà đã được các anh bộ đội chiến sĩ ở đây quan tâm và cung cấp đầy đủ để chúng tôi có một cuộc sống rất là tốt. Đã hơn một tuần trôi qua, khu cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại trường quân sự tỉnh Hòa Bình vẫn đang được đảm bảo an toàn. 100% người cách ly đều âm tính với COVID-19. Mới đây, 750 người thuộc diện cách ly tập trung do dịch COVID-19 tại trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô đã được trở về nhà sau 14 ngày hoàn thành cách ly. Đây phần lớn là các bạn trẻ đã trở về từ vùng dịch Hàn Quốc. Những ngày cách ly, nhiều bạn trẻ đã rất xúc động khi được chăm sóc như những người thân trong gia đình và đặc biệt là trải nghiệm cuộc sống của môi trường quân đội. Trong suốt thời gian 14 ngày cách ly tập trung tại trường Bộ Tư lệnh Quân sự Thủ đô Sơn Tây, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc
cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo, đặc biệt là Ban Chỉ huy và các chú bộ đội tại trường. Đó là những dòng lưu bút sau những ngày cách ly tại trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Còn đây là những bạn trẻ cuối cùng rời khu cách ly. Họ đang được chỉ huy đơn vị dặn dò kỹ càng các biện pháp phòng tránh dịch khi trở về với gia đình. Sau 14 ngày thì này, ăn uống lè lép đúng giờ ấy, em thấy là cuộc sống trong này rất là tốt. Mọi người chăm sóc rất là tận tình, chuẩn bị cho bọn cháu hết tất cả các vật dụng trang quân tư nhân và từ bữa cơm buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, ba bữa cả ngày. Nên là bọn cháu vào đây không phải làm gì hết. Bọn cháu rất là cảm ơn tất cả mọi người và ở đây cũng cho bọn cháu được một môi trường có một cái trải, gọi như là có một cái trải nghiệm thật sự là mới mẻ. 14 ngày tại khu cách ly tập trung, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã điều gần 100 người làm công tác phục vụ cho 750 công dân cách ly. Mọi nhu yếu phẩm đều được phục vụ chu đáo, đặc biệt một ngày hai lần, các y bác sĩ tại đây tổ chức kiểm tra sức khỏe cho từng người. Không chỉ là nhiệm vụ cách ly, mà đối với nhiều bạn trẻ, quãng thời gian này thật sự có ý nghĩa khi lần đầu được trải nghiệm nếp ăn và sinh hoạt của người lính. Trong những ngày được cách ly ở đây thì em thấy điều kiện sinh hoạt đây đầy đủ, trang thiết bị các chiến sĩ cung cấp cho rất là tốt. Em thấy các cái bữa ăn sinh hoạt như nào? Bữa ăn thì ngon, đầy đủ rau thịt. Với cái sự chăm sóc nhiệt tình của đội ngũ y bác sĩ và phục vụ nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ nhà trường thì chúng tôi đã hoàn thành được cái nhiệm vụ cách ly 14 ngày. Như hôm nay ông chí là chúng tôi đã bàn giao được 750 công dân về địa phương đảm bảo cái an toàn tuyệt đối. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chăm sóc cho 3.697 công dân. Những người cách ly có nhu cầu sẽ được bố trí xe đưa tới các bến xe khách trên địa bàn thủ đô. Trong suốt những ngày cách ly, tại đây không phát hiện trường hợp nào dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, ngay sau cách ly, trường quân sự thủ đô đã bắt tay ngay vào việc vệ sinh doanh trại, tiêu độc khử trùng để sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đại diện khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng cho biết, đơn vị đã quyết định không thực hiện một số nghi lễ tại dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020. Lãnh đạo khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng đã yêu cầu các đơn vị không thành lập đội tế để tổ chức tập luyện và tế lễ tại lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và lễ dâng hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ vào ngày 6 tháng 3 âm lịch, tức Chủ nhật ngày 29 tháng 3 tới đây. Còn phần lễ dâng hương vẫn diễn ra bình thường, không tổ chức đoàn rước kiệu rước lễ vật của xã Chu Hóa trong lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân vào ngày 6 tháng 3 âm lịch. Các xã, phường, thị trấn vùng ven của khu di tích không tổ chức lễ rước kiệu về Đền Hùng vào ngày 9 tháng 3 âm lịch. Hiện nay, một số khu vực của khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng đã được tiến hành phun thuốc, tiêu độc khử trùng, bố trí xà phòng rửa tay và nước sát khuẩn. Thành phố vùng biên giới Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các biện pháp tăng cường kiểm dịch y tế đối với người ra vào thành phố Móng Cái qua trạm kiểm soát liên hợp km 15, bến tàu Tân Tiến, nơi được coi là cửa ngõ của vùng biên. Trạm kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc tế Móng Cái triển khai lắp đặt hai máy đo thân nhiệt từ xa tại luồng ra vào thành phố, đồng thời bố trí nhân lực vận hành máy đo thân nhiệt, kiểm soát y tế đối với người vào hoặc ra vùng biên giới qua trạm kiểm soát liên hợp km 15, bến tàu Tân Tiến. Tại đây, lực lượng chức năng bố trí hai phòng đặt máy đo thân nhiệt từ xa ở các lối vào ra và hai phòng cách ly ban đầu đối với những người có biểu hiện sốt cao, đồng thời tiến hành lắp đặt biển báo phân luồng giao thông cho phương tiện và phân luồng cho người vào kiểm tra thân nhiệt. Bố trí các lực lượng tại đây để hướng dẫn giao thông nhằm phối hợp tốt trong kiểm soát dịch bệnh. Đến thời điểm này, tại vùng biên Móng Cái chưa phát hiện ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Tích cực tăng cường các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, tỉnh Hà Giang đã thành lập nhiều trạm chốt chặn kiểm tra y tế tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Xín Mần, Bắc Mê, Đồng Văn và Mèo Vạc. Các trạm chốt chặn này hoạt động 24/24 giờ, tiến hành khử trùng các phương tiện qua lại, đo thân nhiệt và khai báo y tế đối với tất cả các công dân trong và ngoài nước. Điểm chốt chặn Cầu Trì, quốc lộ 2, cửa ngõ vào Hà Giang được coi là điểm chốt chặn quan trọng nhất, bởi có nhiều phương tiện và khách du lịch qua lại. Sau 3 ngày chốt chặn, tính đến chiều ngày 12 tháng 3, các lực lượng đã kiểm tra đối với gần 2.000 phương tiện và hơn 7.000 người, trong đó có gần 500 du khách là người nước ngoài. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi đến Việt Nam vào thời điểm dịch này. Chính quyền địa phương đã có những bước kiểm soát dịch bệnh rất là tốt. Bản thân tôi sức khỏe tốt và địa điểm chúng tôi đi và đến cũng không phải là vùng dịch.
Tại huyện Đồng Văn, một trong những địa phương có nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, vãn cảnh, Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn đã thành lập hai chốt kiểm dịch ở cột cờ quốc gia Lũng Cú và khu di tích kiến trúc Nhà Vương. Tất cả du khách đến đây đều được đo thân nhiệt trước khi vào tham quan. Thì với cái tình hình dịch bệnh này thì mình nói chung là đa số người dân mình đi đâu mình cũng thấy cảm thấy không an tâm lắm. Nhưng mà vừa khi mình bước đến Hà Giang thì mình thấy công tác chuẩn bị của mọi người ở đây rất là tốt. Các đội ngũ y bác sĩ hỗ trợ đo thân nhiệt cho hướng dẫn mọi người rửa tay rồi đó. Việc thành lập các điểm chốt chặn kiểm tra y tế trước khi vào địa phương, đặc biệt là kiểm tra sức khỏe của du khách đến với Hà Giang là một bước quan trọng để Hà Giang kiểm soát và khống chế dịch bệnh, tránh lây lan vào địa phương khi công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam bước vào giai đoạn mới. Tính đến nay, tỉnh Hưng Yên chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm COVID-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, những ngày qua, người dân Hưng Yên đã tích cực nâng cao các biện pháp phòng dịch, song không hoang mang, mà bình tĩnh cùng cả nước phòng chống dịch. Ngay sau khi công bố ca nhiễm bệnh thứ 17 tại Hà Nội, lượng khách hàng đến cửa hàng cung cấp lương thực của bà Vũ Thị Hải tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ đã tăng lên gấp 2 đến 3 lần, nhưng không có hiện tượng tranh nhau đổ xô mua sắm để tích trữ. Mấy ngày nay là dân cũng hoang mang, là dân cũng đến đong gạo nhiều, nhưng mà tôi bán tôi bảo là thôi, việc gì phải đong nhiều, cứ đong từ từ thôi. Thực tế thì nguồn cung của chúng tôi thì là đầy gạo, đầy thóc, không có gì phải lo. Tại một số chợ dân sinh như ở chợ Gạo, chợ Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, chợ Chiều, chợ Ché, huyện Tiên Lữ, các mặt hàng thiết yếu như mì, gạo, rau các loại vẫn luôn dồi dào, đảm bảo nguồn cung. Người dân khi đến chợ vẫn mua bán theo nhu cầu sử dụng như thường nhật. Hôm nay em chỉ đi chợ mua thức ăn như hàng ngày mình mua thôi ạ. Chứ không có nhu cầu là đi tích trữ để làm hoang mang như mọi người nghĩ hay nói trên mạng. Chủ yếu là cái ý thức của mình trong quá trình sinh hoạt hoặc vệ sinh tay chân hàng ngày ấy, hoặc là mình quá trình mình chế biến thức ăn mình cũng cẩn thận hơn bình thường một chút thì sẽ an toàn, chứ không mang ý nghĩa là mình đi mình tức lương thực để phòng bệnh, không ra ngoài hạn chế, mình vẫn đi được ra ngoài bình thường để mình có thể mua được thức ăn tươi ngon ăn hàng ngày bình thường ạ. Ngoài ra, tác động của dịch bệnh COVID-19 cũng làm cho thị trường các thiết bị y tế như khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt điện tử khan hiếm và tăng giá. Tuy nhiên, tại một số hiệu thuốc, cửa hàng, vật tư y tế, các biện pháp thay thế cũng được ngành y tế và người dân sử dụng để đảm bảo công tác phòng dịch. Thực ra là cái máy đo thân nhiệt bây giờ là giá thành nó rất là cao, chỉ có thể bán bằng những cái nhiệt kế thủy ngân hoặc là cái nhiệt kế ozone ấy để theo dõi nhiệt độ hàng ngày. Còn đối với khẩu trang ấy thì bà con có thể yên tâm sử dụng khẩu trang vải giặt từ 10 đến 20 lần, kết hợp nhỏ tinh dầu chàm để kháng khuẩn trước khi mình có thể sử dụng. Sự chủ động của người dân các địa phương trong việc nắm bắt, chọn lọc thông tin chính thống về dịch bệnh, tránh hoang mang lo lắng và tâm lý bình tĩnh, tin tưởng vào sự chỉ đạo của các cấp, các ngành là biện pháp phòng dịch tối ưu và hiệu quả nhất hiện tại. Qua đó tạo niềm tin và động lực để Hưng Yên chung tay cùng với cả nước phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã chủ động và quyết liệt trong công tác khoanh vùng cách ly 4 vòng nhằm hạn chế mức lây lan của dịch bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng, nhưng xác định Hà Nội là địa phương tập trung đầu mối lượng người nhập cảnh vào Việt Nam. Vì vậy, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 854 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc các sở ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo quốc gia, của Thường trực Thành ủy, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng phương án tính toán năng lực để đáp ứng một cách cao nhất trong công tác phòng chống dịch. Cụ thể, hạn chế tổ chức các cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, học tập, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách nhiệm vụ trong phòng chống dịch. Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu tất cả các khu điểm du lịch trên địa bàn tạm dừng đón khách tham quan du lịch kể từ ngày 13 tháng 3. Theo đó, kể từ 6 giờ 0 phút ngày 13 tháng 3, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tạm dừng đón tiếp khách tham quan du lịch. Các khách sạn trên địa bàn tạm dừng tiếp nhận những người đến từ đi qua vùng dịch có COVID-19 nhưng chưa thực hiện cách ly kiểm tra y tế theo quy định hoặc có triệu chứng ho và sốt. Khi những người này đến khách sạn, chủ khách sạn phải khai báo ngay với chính quyền sở tại và cơ quan y tế để có biện pháp quản lý cách ly phù hợp. Trong thời gian dừng đón khách,
các khu điểm du lịch và khách sạn cần vệ sinh khử trùng các khu vực tiếp đón, điểm tham quan du lịch, chỉnh trang cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo các điều kiện đón và phục vụ khách du lịch sau dịch được an toàn và chu đáo. Chương trình xin được chuyển sang một số những thông tin đáng chú ý khác. Tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các loại tiền cũ khi các ngân hàng kho bạc nhà nước nộp về phải được phun thuốc khử khuẩn. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các loại tiền cũ khi các tổ chức tín dụng kho bạc nhà nước nộp về phải được phun thuốc khử khuẩn, phải được lưu giữ một thời gian nhất định trước khi chi ra tùy thuộc vào khả năng cân đối của từng ngân hàng nhà nước chi nhánh. Các tổ chức tín dụng cũng phải thực hiện khử trùng, sát khuẩn, vệ sinh thường xuyên tại khu vực giao dịch tiền mặt, kho quỹ và các máy giao dịch tự động ATM. Có biện pháp vệ sinh khử trùng tiền mặt thu về trước khi nhập kho cuối ngày hoặc trước khi nộp về ngân hàng nhà nước. Ngoài tăng cường các hoạt động online, chấm dứt quy trình thủ tục giao dịch tiền tệ tín dụng để hạn chế đi lại và khách hàng phải đến trực tiếp ngân hàng để giao dịch. Do tình hình khách quan dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, Ban tổ chức giải âm nhạc cống hiến quyết định sẽ không tổ chức họp báo bầu chọn và không tổ chức trao giải như dự kiến. Thay vào đó, ngày 19 tháng 3, Ban tổ chức sẽ gửi phiếu bầu qua email để các phóng viên bầu chọn giải âm nhạc cống hiến lần thứ 15 năm 2020. Các phóng viên sẽ bầu chọn và gửi lại phiếu bầu cho Ban tổ chức chậm nhất là ngày 21 tháng 3. Sau đó, Ban tổ chức sẽ tổng kết phiếu bầu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 15 năm giải âm nhạc cống hiến, việc bầu chọn được thực hiện bằng hình thức online và trao cúp cho nghệ sĩ mà không có phóng viên báo chí và khán giả yêu nhạc tham dự. Hai trạm thu phí trên quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng dài 116 km đã chính thức thu phí không dừng ETC, được bố trí hai lần thu nằm giữa theo chiều hướng, mỗi chiều xe có một làn không dừng. Các xe đã nạp tiền vào tài khoản giao thông dán thẻ thu phí tự động ETAG khi lưu thông vào làn không dừng thì barrier tự động mở. Làn không dừng cũng được bố trí lưu thông cho các xe sử dụng vé tháng, vé quý. Với các xe đã mua vé tháng, khi đi vào làn này, máy nhận diện qua biển kiểm soát để barrier tự mở. Để phục vụ phương tiện dán thẻ ETAG, mỗi trạm thu phí trên quốc lộ 5 bố trí 2 điểm cung cấp dịch vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC phục vụ việc dán thẻ mở tài khoản giao thông miễn phí lần đầu. Đơn vị quản lý bảo trì và khai thác quốc lộ 5 cho biết, mỗi ngày tuyến đường có khoảng 18.000 lượt xe qua mỗi trạm thu phí, trong số này có 30% là vé quý, vé tháng. Do vậy, việc thu phí không dừng sẽ giảm ùn tắc giao thông tại trạm và tiết kiệm thời gian cho chủ xe. Vừa qua, tại khu vực cách ly Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, các y bác sĩ khoa phụ sản đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ ở xã Đức Thông, huyện Thạch An. Bé gái sinh bằng phương pháp đẻ thường nặng 2,3 kg. Em bé này chào đời ở một nơi đặc biệt là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình nói riêng và ekip y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly nói chung. Mặc dù không phải là lần đầu sinh con, nhưng lần sinh con tại khoa truyền nhiễm khu vực cách ly của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng là lần sinh con khó quên của chị Nông Thị Vân. Bởi đây là lần sinh con mà bản thân chị đang thực hiện cách ly để phòng chống dịch COVID-19. Sự tận tụy chu đáo của ekip đã mang lại cho chị nhiều cảm xúc. Từ lúc chị vào bệnh viện ấy, chị cũng thấy là các cô và các anh và các chú và các bác cũng chăm sóc chị vẫn là như bố mẹ chị ở nhà chăm. Chị rất cảm ơn và các anh và các cô và các chú, các bác sĩ và làm sau này làm ăn sẽ tốt đẹp hơn. Gần 20 năm làm bác sĩ sản khoa, bác sĩ Tống Thị Hồng Duyên đã đỡ đẻ thành công nhiều ca, nhưng đây là lần đầu tiên bác sĩ đỡ đẻ cho một công dân đang thực hiện cách ly phòng chống dịch COVID-19. Thấy đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng và phải đặt cái tất cả tập trung trí tuệ cũng như là đầy đủ tinh thần, nhân lực, vật lực làm sao thuốc men để cấp cứu cho người bệnh được tốt nhất. Và chúng tôi đã làm tốt cái điều đó. Khi bệnh nhân đã ở cái giai đoạn ổn định thành công như vậy thì chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và hân hoan. Bé gái sinh ra ở một nơi đặc biệt, được mọi người chào đón như một thiên thần nhỏ. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình nói riêng, đồng thời là minh chứng rõ nhất cho sự tận tụy của những y bác sĩ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.